phập phồng hệ thống sắp xong, cổ chứng bứt phá, lại mong tới bờ. Áp lực về margin phần nào được giải tỏa khi con số từ báo cáo tài chính các công ty chứng khoán cho thấy dư nợ chưa căng dù đã đạt đỉnh cao mới, chủ yếu do vốn chủ sở hữu tăng mạnh trong thời gian qua. Chỉ số lấy lại 15,37 điểm, tiến lại vùng giá 1.190 điểm trong phiên đầu tuần. Độ rộng lại đẹp miên man với 374 mã tăng trên 114 mã giảm điểm. Chứng khoán trở thành nhóm bật tăng mạnh nhất nhờ thông tin chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương có những biện pháp để nâng hạng ngay trong năm 2024 cũng như kỳ vọng hệ thống KRX vận hành từ đầu tháng 5. Nhóm này bật 5,83% với 5 cổ phiếu bật hết biên độ như VND, FTS, BVS, SSI cũng tăng 5,72%, VCI tăng 5%, HCM và MBS tăng 6,64%. Hầu hết các nhóm còn lại cũng giằng rất khá. Ngân hàng tăng 1,37%, công nghệ thông tin tăng 1,67%, thủy sản tăng 1,93%, bán lẻ tăng 1,22%, bất động sản tăng 0,90%, xây dựng tăng 1,33%. Tác động tích cực nhất lên thị trường hôm nay là BID đóng góp 2,44 điểm, ngoài ra còn có CTG, SSI, TCB, VRE, GVR. Mặc dù vậy, tiền chưa mạnh dạn và thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 17.800 tỷ đồng, trong đó khối ngoại lại quay xe bán dòng 241 tỷ đồng, chủ yếu xả phu FVND, MVKG.